Xin chào anh em. Hôm nay mình làm video giới thiệu cho anh em một số lưu ý trong quá trình chăn nuôi heo để mà bảo vệ cái đàn heo của mình. Đây là cái bài heo của mình này. Chiều nay mình làm video hơi muộn. Anh em nhìn xung quanh này. Nhìn kỹ nha. Đó, đây là bắp. Bắp người ta mới bơm thuốc này. Cháy hết á, vàng hết á ha. Mấy dưới kia là người ta trồng rau xanh á. Đó. Đó. Trên đây người ta cũng trồng rau xanh này. Chuồng của mình là cái nhược điểm của nó là xung quanh là người ta trồng rau nha. Rau thì người ta bơm thuốc rất là nhiều. Nên anh em chăn nuôi heo mà loại heo giống đó, heo đơ đĩa đó thì còn hết sức. Đấy. Lúc mà người ta bơm thuốc ấy, biết ấy thì mình phải lừa nhốt hết nha. Trường hợp mà mình không biết ấy, thì nó ảnh hưởng tới heo. Và những cái trường hợp mà người ta bơm thuốc như thế này, này. Đó. Không có cháy đó, có lưu dẫn đó, đặc biệt là có lưu dẫn rất là nguy hiểm. Heo nó sẽ hư thai hết nha. Bài của mình thì cũng có ảnh hưởng mấy con á, thì đang bầu mà là bơm thuốc đó thì hít cái hơi không ấy anh em, gió nó thổi đó, hít cái hơi không thì cũng hư thai nha. Heo nó rất là nhạy cảm với thuốc đó, thì lưu ý là khi làm chuồng heo thì vào cái địa hình nha. Hình thì anh em tốt nhất là làm giữa đám đất của mình ấy. Xung quanh mình trồng cỏ hay trồng cây gì đó cho heo ăn để nó cách xa của người ta, khỏi người ta khỏi làm rêu bột thuốc. Thứ hai nữa là nếu như gần người ta thì cũng lựa chọn vị trí nào mà người ta trồng cỏ cho bò ấy, là người ta không làm rêu ấy, mình làm cái vị trí đó để mà hạn chế thấp nhất cái việc người thì dân làm người ta bơm thuốc nha. Còn ví dụ như cái địa hình của mình đây, địa hình của mình thì xung quanh là người ta làm hết, thì bây giờ mình phải khắc phục thôi. Một nghĩa là mình có tiền ấy, nên xây tường rào cao lên che chắn, gió là nó đỡ bớt. Kính tường kính kia này, đấy, tường cao rồi. Hai nữa là mình che tôn lại nha. Còn mình đây chưa có điều kiện này, mình chưa có tiền mình chưa che này. Bữa là mình có tiền là mình sẽ che rồi lên cỡ tầm cái rưỡi 2 mét để bảo vệ đàn heo mình nha. Đó, che lại. Chứ không là mình nuôi heo thịt thì cũng ít ảnh hưởng nhé. Nuôi heo heo đĩa thì rất là dễ hư thai nha anh em. Đó, chia sẻ một số kinh nghiệm đó anh em. Hết sức lưu ý nha. Thôi xin chào anh em.